Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình đi chơi Noel tại Phủ Lý, Hà Nam các bạn nhé. Đây, hôm nay là tối Noel tại Phủ Lý này. Hôm nay thì mình sẽ quay một chút video cho các bạn xem không khí Noel của thành phố Phủ Lý như thế nào các bạn nhé. Ok, sau đây thì mình sẽ bắt đầu mình lên. Vì thời tiết giờ cũng khá là lạnh nên là trên đường rất là vắng người đi lại các bạn nhé. Rất là lạnh luôn. Bây giờ thì mình đang đi vào trung tâm của thành phố Phủ Lý. Giờ gần là đến 12 giờ đêm rồi nên là đường cũng khá là vắng. Ok mọi người nhé, thì bây giờ mình đang ở trung tâm của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam các bạn nhé. Đây, phía đầu đường này thì đã có công an và cảnh sát họ chặn đường không cho xe vào trong này nhé. Đây, ok, sau đây thì mình sẽ bắt đầu mình quay video cho bạn xem không khí Noel của thành phố Phủ Lý. Vì bây giờ chưa đến thời điểm 12 giờ nên là lễ Noel chưa được tổ chức. Tại bây giờ mình đang đứng gần nhà thờ của thành phố Phủ Lý. Sẽ đi lên phía trên này mình quay một chút video với không khí đường phố trên này cho các bạn xem nhé. Rồi tí nữa thì mình sẽ vào trong nhà thờ mình quay cho các bạn xem. Càng gần trung tâm gần nhà thờ thì càng đông người các bạn nhé. Họ bán rất là nhiều đồ ăn vặt.
Ok, chắc là đến đây thì cũng đã bắt đầu ít người rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay lên phía trên, mình quay video cho bạn xem ở trong nhà thờ có gì. Trong nhà thờ thì họ đang làm lễ các bạn nhé. Sau đây thì mình sẽ đi vào phía trong các bạn nhé. Khung cảnh xung quanh nhà thờ của Lý. Trên quay
Okay, sau đây thì mình sẽ lên phía trên để mình quay nhé, cho rõ cả nhé. Đây đông quá nên là mình khó có thể chọn được một góc quay đẹp. Còn đây là nhà thờ đấy các bạn ơi. Sau đây thì mình sẽ đi vào trong nhà thờ nhé. Thờ rất là rộng luôn. Trên thì họ lát gỗ các bạn ơi, phía trên trần nhà họ lát gỗ. Đây là khung cảnh nhà thờ tại Phú Lý các bạn nhé. Đây, thêm Noel. Hai bên thì họ trang trí hai cái thùng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ra ngoài các bạn ơi. Đông luôn các bạn. Đứng đây anh ơi, đứng đây anh ơi. Anh ơi, đứng đây đang đông đông lắm mình đi. Thank you.
là thì mình sẽ đi ra ngoài các bạn ơi. Ok, rồi mình sẽ đi ra ngoài các bạn ơi. Có lẽ là những lúc bây giờ thì họ đang làm lễ. Không biết là họ có làm lễ sớm không, nhưng mà bây giờ cũng khá muộn rồi. Giờ là 11 rưỡi gần 12 giờ rồi. Hoặc có lẽ bây giờ mình sẽ đi về. Đi dọc tuyến đường này thì mình ngửi thấy mùi rất là thơm của mùi ngô nướng và mùi khoai nướng các bạn nhé, rất là thơm. Ô, em ơi, hết lễ rồi à? Hết lễ rồi. Ủa, sao hôm nay làm sớm nhỉ? 12 giờ hả? Như này hết lễ rồi. 11 rưỡi là 11 rưỡi là hết rồi. Vâng. Thôi, có lẽ bây giờ mình sẽ ra ngoài mình lấy xe mình về đó các bạn ơi. Đây là tuyến đường Biên Hòa, một tuyến đường trung tâm của thành phố Phủ Lý cũng khá là sầm uất các bạn.